Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool BlitzBlitz để lấy file token phục vụ cho việc unlock allow. Thì cái tool này sau khi các bạn liên hệ Zalo với tụi mình thì mình sẽ gửi qua Zalo các bạn tải về. Thì trước khi giải nén và mở tool lên thì các bạn tắt dùm mình hết tất cả các phần mềm đang virus đang có trên máy ha. Vì phần mềm này sẽ hiểu nhầm cái tool này là virus và sẽ xóa đi, tool sẽ chạy không được. Tắt toàn bộ phần mềm để virus thôi. Sau đó các bạn mở file và giải nén. Thì trước khi tiến hành chạy tool thì điện thoại của các bạn phải được restore hoàn toàn trắng về màn hình Hello giống như vậy và không được kết nối Wi-Fi. Cái này các bạn nhớ kỹ nha, tuyệt đối không được kết nối Wi-Fi. Nếu như các bạn đã kết nối Wi-Fi rồi thì các bạn làm như sau. Các bạn nhấn giữ nút nguồn và chọn thêm cài đặt Wi-Fi và bấm vào cái chữ Y bên cạnh cái tên Wi-Fi các bạn đang kết nối và chọn quên Wi-Fi, quên mạng này đi. Và sau đó các bạn đợi một lúc là kiểm tra lại là xem có Wi-Fi đang kết nối không ha, và quên hết những Wi-Fi đang kết nối đi. Nên nhớ là hoàn toàn không được kết nối Wi-Fi, vì khi các bạn kết nối Wi-Fi thì máy sẽ kết nối với máy tính á, thì tool sẽ chạy sai máy, thì cái đó lúc đó thì bên mình sẽ không chịu trách nhiệm ha. Rồi sau đó các bạn cắm máy tính và mở tool lên. Rồi các bạn nhấn vào cái dòng check device. Đó nghĩa là mà tool nó nhận được máy nè. Rồi sau đó các bạn nhấn vào cái dòng send please. Rồi sau khoảng tầm 10-15 giây thì tool nó hiện lên cái thông báo send please done như vậy là đã xong rồi. Các bạn chụp lại giúp mình và gửi email qua cho tụi mình, đó là xong. Đó, các bạn chụp cái màn hình lại rồi gửi Zalo, gửi qua Zalo và số email của máy qua cho tụi mình, đó là xong ha. Xin cảm ơn các bạn.